Thôi anh hát hai câu vọng cổ à. Trành Dạ Cẩm Giang, xin mời vị cùng thưởng thức. Gửi tặng đến chị Năm Bông nha. Khoe của tôi nha. Gửi tặng tất cả bà con cô bác. Dạ. Chị Thanh làm MC thôi chứ hát đột xuất nha. City về gặp chúng tôi cặp nhau cặp nhau hết chuyện cần lạ ơi hết thật rồi từ đây xa cách có mong có ngày gặp lại cảm giác nàng hỏi sao trời chỉ cắt đôi ta cắt đi ở tình dù và dần dưỡng kia sẽ tắt lên đi giữa dơm trời giống bao nhưng tình cảm mấy ta trọn đời chúng thuê thì đừng nói tiếng biệt ly cho tim này tan nát đừng khóc nữa em ơi dần biệt giờ đây chúng ta mỗi người một ngà nhưng không bao lực nào ngăn được tình yêu ấy ta trọn đời chung thủy thì đừng nói tiếng biệt ly cho thêm đứt đoạn mối tơ lòng nhiều và sau đây xin mời vị trở lại với phần phối hợp rất là đặc biệt.